không nhất thể hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm có tiếp tục công cuộc cải cách được hay không? Sau khi chính thức được Ban Chấp hành Trung ương Đảng suy tôn, trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm ngay lập tức đã hùng hồn tuyên bố Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, ông cũng đưa ra cam kết sẽ đưa đất nước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Theo một số ý kiến, Việt Nam cần có một nhân vật có động cơ cải cách để rũ bỏ tất cả những tàn dư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Người có thể đáp ứng được điều này là Tổng Bí thư Tô Lâm. Trên thực tế đã có một số thông tin và hy vọng ông Tô Lâm sẽ là một nhân vật cải cách. Một số đánh giá cho rằng ông Tô Lâm có tính cách giống cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cả ông Tô Lâm và ông Dũng đều từng là các cựu công an và là những người thực dụng trong các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Sau khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, trong một thời gian rất ngắn, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng liên tiếp xuất hiện bên cạnh ông. Điều này khiến cho những người thân cận với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất không hài lòng. Với lý do họ rất không ưa ông Nguyễn Tấn Dũng, người trước đây bị ông Trọng và phe cánh cáo buộc đứng đầu cho nhóm trục lợi, cho phép tham nhũng hoành hành và có ý định bỏ xó hệ tư tưởng của Đảng. Những biến động của chính trường Việt Nam kể từ khi ông Tô Lâm nắm quyền đã cho thấy những nỗ lực của ông để trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối nhường Tập Cận Bình là không hề thuận lợi. Hình như đã có một bàn tay vô hình nào đó đang cố tình ngăn cản sự thao túng quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm. Ở góc độ sâu xa hơn, các thế lực chống lại ông muốn ngăn chặn tiến trình xích lại gần nhau và quan hệ đang nồng ấm dần lên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Họ lấy lý do kiên định với con đường chủ nghĩa xã hội và nhân danh Đảng để chống lại chủ trương cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tuy nhiên, trong diễn văn khai mạc tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, ông Tô Lâm vẫn nhấn mạnh đến hai chữ đột phá. Nhiều ý kiến cho rằng đó là những chỉ dấu cho thấy ông sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc cải cách của mình. Phải chăng ông Tô Lâm vẫn tiếp tục tiến trình nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước để tiếp tục tạo ra đột phá về thể chế? Cho dù tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 trong tháng 10 năm 2024 tới đây sẽ thực hiện việc bầu lại chức danh Chủ tịch nước, đây là điều dường như khá chắc chắn. Hơn thế nữa, sau Hội nghị Trung ương 10, ông Tô Lâm được cho là đang thất thế trước áp lực của các phe cánh trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với trung tâm là các tướng lĩnh quân đội thân Bắc Kinh. Phe quân đội về số lượng hiện được đánh giá là nhiều nhất trong Đảng, chiếm khoảng 13% số ủy viên Trung ương Đảng. Đồng thời, lực lượng từ lâu đã cạnh tranh với phe công an có thể kiểm soát quyền lực của ông Tô Lâm và phe cánh. Điều này cho thấy dường như có một cuộc tranh giành quyền lực mới giữa quân đội và công an, tương tự cuộc so găng giữa ông Trọng và ông Ba Dũng trước đây. Do đó, để đạt được mục tiêu cuối cùng, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn cần phải làm hài lòng các phe phái khác ở trong Đảng, nhất là phe quân đội, bằng cách dung hòa, chia sẻ các lợi ích về quyền lực và quyền lợi cho họ. Việc ông Tô Lâm làm được cho là đã chủ động nhượng lại chức chủ tịch nước cho phe quân đội là một cách thông minh để ông làm hài lòng phe cánh đầy quyền lực này. Tuy nhiên, theo một số suy đoán, Bắc Kinh khó có thể buông tha cho ông Tô Lâm. Do đó, câu chuyện Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiến hành cải cách toàn diện ở Việt Nam là chuyện ít có khả năng trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Không nhất thể hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm có tiếp tục công cuộc cải cách được hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để được xem những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm đã được và mất những gì sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10? Hội nghị Trung ương 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc vào chiều ngày 20 tháng 9 với kết quả được cho là không như ông Tô Lâm mong đợi. Cách đây chưa lâu, giới quan sát đều khẳng định ông Tô Lâm chắc chắn sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 14. Theo một số ý kiến, những diễn biến trên chính trường Việt Nam kể từ sau Hội nghị Trung ương bất thường ngày 3 tháng 8, khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư với các tuyên bố liên quan đến cải cách, được cho là đã đảo ngược được một cách nhanh chóng. Nhiều phát ngôn và hành động của ông cho thấy ông sẽ không duy trì đường lối của người tiền nhiệm. Ông Tô Lâm là một người
chính khách thực dụng, không quan tâm đến vấn đề lý luận và có thể sẽ tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng về đường lối cũng như nhân sự lãnh đạo mang dấu ấn của riêng mình. Một số nhận định cho rằng với chủ trương thân phương Tây và Hoa Kỳ, ông Tô Lâm và phe cánh đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông và phe cánh đã mất nhiều hơn được. Đáng chú ý, vấn đề sửa đổi điều lệ Đảng là rất quan trọng để khẳng định quyền lực của ông Tô Lâm, nhưng hội nghị Trung ương lần này đã không thông qua và quyết nghị không sửa đổi tại Đại hội 14 mà sẽ giao Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nghiên cứu. Dẫu rằng việc bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng từng được Ban chấp hành Trung ương thống nhất coi đó là vấn đề rất lớn và hệ trọng. Hơn nữa, trong vai trò trưởng tiểu ban văn kiện cuối tháng 2 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sẽ cho tổng kết kết quả 40 năm đổi mới từ năm 1986 đến năm 2026, đồng thời sửa đổi điều lệ Đảng cho Đại hội 14. Nhưng Hội nghị Trung ương 10 vừa qua đã quyết định rằng Đại hội Đảng 14 sẽ không sửa đổi điều lệ Đảng. Điều đó là một dấu hiệu cho thấy số đông thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vẫn không tuân phục người đứng đầu Đảng hiện nay là ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trái lại, ông Tô Lâm chỉ thành công trong nội dung thứ hai, đó là việc sửa đổi quy chế bầu cử để xóa bỏ các quy định phi lý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra từ trước Đại hội 12. Về việc ứng cử đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử với mục đích loại bỏ ứng viên Nguyễn Tấn Dũng. Và kết quả cuối cùng đã buộc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải kết thúc sự nghiệp chính trị và về quê làm người tử tế. Theo một số ý kiến, sự thất bại của ông Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 lần này cũng là lý do giải thích vì sao kế hoạch thăm chính thức Hoa Kỳ của ông được cho là đã phá sản. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 10, ông Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đã rời Hà Nội đi Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 9 với mục đích làm việc tại Mỹ chứ không phải là một chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Mục đích chuyến đi này là tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 diễn ra tại New York trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9. Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Mỹ, ông Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cuba. Nếu không có gì thay đổi, theo kế hoạch tại kỳ họp thường niên vào tháng 10 năm 2022, Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Ông buộc phải tự nguyện rút lui khỏi chiếc ghế nóng này trước áp lực trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ giới tướng lĩnh quân đội. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề đó là nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành một lãnh đạo chuyên quyền và độc tài. Hơn thế nữa, ông đã và đang gấp rút tạo ra một cơ cấu quyền lực mang tính gia đình trị trong việc sắp xếp, bố trí và sử dụng các nhân sự chấn giữ các vị trí quyền lực then chốt, đặc biệt là với nhóm quyền lực Hưng Yên của ông. Đây là điều khiến cho phe tướng lĩnh quân đội đang tìm mọi cách để mà phản kháng và đưa ra tuyên bố quân đội mới là trung tâm quyền lực chính trị chứ không phải là công an. Quý vị và các bạn sẽ dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã, đang và được mất những gì sau Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de